Xin chào cả nhà đến với lại kênh của kênh ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà một món nước mới nữa cũng có thể trở thành trend trong sắp tới ha. Đó chính là món kim cam dừa ha. Nghe có vẻ lạ nhưng thật ra nguyên liệu chính của mình sẽ cần có là cam nè và thập dừa ha. Đó, đây mình đã chuẩn bị thập dừa rồi nè cả nhà ha. Chúng ta có thể dùng là cam Mỹ, cam vàng thế này hoặc là cam sành cũng được rồi ha. Để mình lấy phần nước cam. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào thực hiện làm món kim cam dừa ha. Tức nghĩa là nước cam có thập dừa cả nhà ha. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà uống cũng khá là ngon nha. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau note là những nguyên liệu cần thiết để thực hiện món nước kim cam dừa nha. Rồi bước đầu tiên thì mình sẽ vắt cái phần nước cam cả nhà ha. Wow, cam mọng nước kìa cả nhà ha. Mình cũng sẽ để dành một cái lát cam để lát nữa mình trang trí trong cái ly á. Phần nước cam thì mình đã chuẩn bị xong nè cả nhà ha. Các bạn nhớ là mình vắt nước cam á, mình lấy thêm mấy cái tép cam mình bỏ vô luôn cho nó ngon nha. Rồi mình sẽ thêm một ít nước lọc nữa cả nhà ha. Đây là nước đường cả nhà ha. Rồi mình khuấy đều lên. Đó, mình thấy tép cam ngon vậy chưa? Ngọt ngon rồi đó. Các bạn nhớ ha, nhiều món nước mà mình có thêm đá vô mình phải cho cái phần nước mình ngọt ngọt vô mới ngon. Rồi các bạn ơi, cái phần nước thập dừa này nè, mình cho vô luôn nha. Nó sẽ có thơm mùi thơm của thập dừa đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cho đá vô nha. Ở đây mình có thêm mấy viên đá, cái tim, cái nút bút tay. Rồi phần cam mình cho vô mình trang trí cả nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm cái phần topping nữa, chính là phần thạch dừa cả nhà ha. Đây. Đây cũng là nhân vật chính của mình nè. Thật ra đây đơn giản là món nước cam giải khát thôi ha, nhưng mà mình có thêm thạch dừa làm topping nữa thì nó khá là ngon nha. Rồi cả nhà ơi, vậy là mình vừa mới chia sẻ với cả nhà xong một món nước giải khát mới ha. Đó chính là món nước cam thạch dừa ha, hay còn gọi hoa Mỹ hơn là kim cam dừa đó cả nhà. Và chúc các bạn cũng sẽ thành công với món này nha. Các bạn có thể thêm topping là chân châu trắng vô cũng ngon nữa nha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này nha. Đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình các bạn nha. Leo Cooking. Các bạn có thể thêm ít siro cam lên cho thêm hương vị cũng ngon đấy nha.